Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Thư thứ nhất của Phao-lô gửi cho Ti-mô-thê, chương 1. Phao-lô, vâng mạng Đức Chúa Trời là cứu Chúa chúng ta, và vâng mạng Đức Chúa Giê-xu Christ là sự trông cậy chúng ta, làm sứ đồ của Đức Chúa Giê-xu Christ, gửi cho Ti-mô-thê là con thật của ta trong đức tin. Nguyện xin con được ân điển, sự thương xót và sự bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời Cha chúng ta và bởi Đức Chúa Giê-xu Christ Chúa chúng ta. Ta nay nhắc lại mạng lệnh mà ta đã truyền cho con. Khi ta đi sang xứ Macedon, con phải ở lại Epheso để răn bảo những người kia đừng truyền dạy một đạo giáo khác, đừng nghe phù ngôn và gia phổ vô cùng, là những điều gây nên sự cãi lẫy, chứ chẳng bổ sự mở mang công việc của Đức Chúa Trời, là công việc được chọn bởi đức tin. Mục đích của sự răn bảo ấy là sự yêu thương, bởi lòng tinh sạch, lương tâm tốt và đức tin thật mà sanh ra. Có vài kẻ xây bỏ mục đích đó đi tìm những lời vô ích. Họ muốn làm thầy dạy luật mà không hiểu điều mình nói hoặc điều mình tự quyết. Và chúng ta biết luật pháp vẫn tốt lành cho kẻ dùng ra cách chánh đáng, và biết rõ ràng luật pháp không phải lập ra cho người công bình, bèn là vì những kẻ trái luật pháp, bạn nghịch, vì những kẻ không tin kính phạm tội, những kẻ vô đạo nói phạm thánh thần, những kẻ giết cha mẹ giết người, vì những kẻ tà dâm, kẻ đắm nam sắc, ăn cướp người, nói dối thề dối, và vì hết thảy sự trái nghịch với đạo lành. Ý đó là điều đạo tin lành vinh hiển của Đức Chúa Trời hạnh phúc dạy dỗ mà sự truyền đạo đó đã giao phó cho ta. Ta cảm tạ đấng ban thêm sức cho ta là Đức Chúa Giê-xu Christ Chúa chúng ta, về sự Ngài đã xét ta là trung thành, lập ta làm kẻ giúp việc. Ta ngày trước vốn là người phạm thượng, hay bắt bớ, hung bạo, nhưng ta đã đội ơn thương xót, vì ta đã làm những sự đó đang lúc ta ngu muội chưa tin. Ân điển của Chúa chúng ta đã dư dật trong ta, với đức tin cùng sự thương yêu trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Đức Chúa Giê-xu Christ đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội. Ấy là lời chắc chắn đáng đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy. Trong những kẻ có tội đó, ta là đầu. Nhưng ta đã đội ơn thương xót, hầu cho Đức Chúa Giê-xu Christ tỏ mọi sự nhịn nhục của Ngài ra trong ta là kẻ làm đầu, để dùng ta làm gương cho những kẻ sẽ tin Ngài được sự sống đời đời. Nguyện xin sự tôn quý vinh hiển đời đời vô cùng về nơi Vua muôn đời không hề hư nát, không thấy được, tức là Đức Chúa Trời có một mà thôi. Amen. Hỡi Ti-mô-thê con ta, sự răn bảo mà ta truyền cho con theo các lời tiên tri đã chỉ về con, tức là phải nhờ những lời đó mà đánh trận tốt lành, cầm giữ đức tin và lương tâm tốt. Mấy kẻ đã chối bỏ lương tâm đó thì đức tin họ bị chìm đắm. Trong số ấy có Himene và Alexander. Ta đã phó cho quỷ Satan rồi, hầu cho họ học biết đừng phạm thượng nữa. Chương 2. Vậy, trước hết mọi sự, ta dặn rằng phải khẩn nguyện, cầu xin, kêu vang, tạ ơn cho mọi người, cho các vua, cho hết thảy các bậc cầm quyền, để chúng ta được lấy điều nhân đức và thành thật mà ở đời cho bình tĩnh, yên ổn. Ấy là một sự lành và đẹp mắt Đức Chúa Trời là cứu Chúa chúng ta. Ngài muốn cho mọi người được cứu rỗi và hiểu biết lẽ thật. Vì chỉ có một Đức Chúa Trời và chỉ có một đấng trung bảo ở giữa Đức Chúa Trời và loài người, tức là Đức Chúa Giê-xu Christ là người. Ngài đã phó chính mình Ngài làm giá chuộc mọi người. Ấy là lời chứng đã làm đúng kỳ. Ta nói thật, không nói dối. Vì lời chứng ấy, ta đã được cử làm thầy giảng, làm sứ đồ và giáo sư cho dân ngoại, để dạy họ về đức tin và về lẽ thật. Vậy, ta muốn những người đàn ông đều giơ tay thánh sạch lên trời mà cầu nguyện khắp mọi nơi, chớ có giận dữ và cãi cọ.
ta cũng muốn rằng những người đàn bà ăn mặc một cách gọn ghẽ, lấy nết na và đức hạnh dồi mình, không dùng những tóc dốc, vàng, châu ngọc và áo quần quý giá, nhưng dùng việc lành theo lẽ đương nhiên của người đàn bà tin kính Chúa. Đàn bà phải yên lặng mà nghe dạy, lại phải vâng phục mọi đàn. Ta không cho phép đàn bà dạy dỗ, cũng không được cầm quyền trên đàn ông, nhưng phải ở yên lặng. Vì Adam được dựng nên trước nhất, rồi mới tới Eva. Lại không phải Adam bị dỗ dành, bèn là người đàn bà bị dỗ dành mà sa vào tội lỗi. Dầu vậy, nếu đàn bà lấy đức hạnh mà bền đổ trong đức tin, trong sự yêu thương và trong sự nên thánh, thì sẽ nhân đẻ con mà được cứu rỗi. Chương 3. Ví bằng có kẻ mong được làm giám mục, ấy là ưa muốn một việc tốt lành. Lời đó là phải lắm. Vậy, người giám mục cần phải không chỗ trách được, là chồng chỉ một vợ mà thôi. Có tiết độ, có tài trí, xứng đáng, hay tiếp khách và khéo dạy dỗ. Đừng mê rượu, cũng đừng hung bạo, nhưng phải mềm mại hòa nhã, lại đừng ham tiền bạc. Phải khéo cai trị nhà riêng mình, giữ con cái mình cho vâng phục và ngay thật trọn vẹn. Vì nếu có ai không biết cai trị nhà riêng mình, thì làm sao cai trị được hội thánh của Đức Chúa Trời? Người mới tin đạo không được làm giám mục, e người tự kiêu mà sa vào án phạt của ma quỷ chăng? Người giám mục lại phải được người ngoại làm chứng tốt cho, kẻo bị sỉ nhục và mắc bẫy ma quỷ. Các chấp sự cũng phải cho nghiêm trọng, không được nói hai lời, không được ghiền rượu, không được tham lợi phi nghĩa, nhưng phải lấy lương tâm thanh sạch, giữ lẽ mầu nhiệm của đức tin. Những người đó cũng phải chịu thử thách trước đã, nếu không chỗ trách được thì mới được làm chức chấp sự. Vợ các chấp sự cũng phải nghiêm trọng, chớ nói xấu, phải có tiết độ và trung tín trong mọi việc. Các chấp sự chỉ nên làm chồng của một vợ mà thôi, phải khéo cai trị con cái và nhà riêng mình. Vì ai khéo làm chức vụ mình thì được bực cao trọng và lòng rất dạn dĩ trong đức tin đến Đức Chúa Giêsu Christ. Ta mong mau mau đến thăm con, nhưng viết thư này, phòng ta có chậm đến thì con biết làm thế nào trong nhà Đức Chúa Trời, tức là hội thánh của Đức Chúa Trời hằng sống, trụ và nền của lẽ thật vậy. Mọi người đều cho sự mầu nhiệm của sự tin kính là lớn lắm. Đấng đã được tỏ ra trong xác thịt thì đã được Đức Thánh Linh xưng là công bình, được thiên sứ trông thấy, được giảng ra cho dân ngoại, được thiên hạ tin cậy, được cất lên trong sự vinh hiển. Sách Giê-rê-mi chương 1. Lời của Giê-rê-mi, con trai Hin-kia, một trong các thầy tế lễ ở Anatot, xứ Benjamin. Có lời Đức Giê-hô-va phán cùng người trong đời Yô-si-a, con trai A-môn vua Giu-đa, năm thứ 13 đời vua ấy. Lại có phán cùng người trong đời Giê-hô-gia-kim, con trai Yô-si-a vua Giu-đa, cho đến cuối năm thứ 11 đời vua Sê-đê-kia, con trai Yô-si-a vua Giu-đa, tức là năm mà Giê-ru-sa-lem bị bắt làm phu tù, trong tháng thứ 5. Có lời Đức Giê-hô-va phán cùng tôi như vậy: trước khi tạo nên ngươi trong lòng mẹ, ta đã biết ngươi rồi. Trước khi ngươi sinh ra, ta đã biệt riêng ngươi, lập ngươi làm kẻ tiên tri cho các nước. Tôi thưa rằng: ôi hỡi Chúa Giê-hô-va, này tôi chẳng biết nói chi, vì tôi là con trẻ. Nhưng Đức Giê-hô-va lại phán: chớ nói tôi là con trẻ, vì ngươi sẽ đi khắp nơi nào ta sai ngươi đi, và sẽ nói mọi điều ta truyền cho nói. Đừng sợ vì cớ chúng nó, vì ta ở với ngươi đặng giải cứu ngươi, Đức Giê-hô-va phán vậy. Đoạn Đức Giê-hô-va giang tay rờ miệng tôi, Đức Giê-hô-va lại phán cùng tôi rằng: này, ta đã đặt những lời ta trong miệng ngươi. Hãy xem, ngày nay ta đã lập ngươi trên các dân các nước, đặng ngươi hoặc nhổ, hoặc phá, hoặc diệt, hoặc đổ, hoặc dựng, hoặc trồng. Lại có lời Đức Giê-hô-va phán cùng tôi rằng: hỡi Giê-rê-mi, ngươi thấy gì? Tôi thưa rằng tôi thấy một gậy bằng cây hạnh. Đức Giê-hô-va bèn phán: ngươi thấy phải đó, ta sẽ tỉnh thức, giữ lời phán ta, đặng làm trọn.
Lại có lời Đức Giê-hô-va phán cùng tôi lần thứ hai mà rằng: Ngươi thấy gì? Tôi thưa: Tôi thấy một nồi nước sôi từ phương Bắc bắn ra. Đức Giê-hô-va phán: Ấy là hoạn nạn từ phương Bắc sẽ giáng cho hết thảy dân cư đất này. Vậy ta sẽ gọi mọi họ hàng của các nước phương Bắc, Đức Giê-hô-va phán vậy. Chúng nó sẽ đến, và ai nấy đặt ngôi mình nơi cửa thành Giê-ru-sa-lem, vây đánh các vách thành ấy và các thành của Giu-đa. Ta sẽ rao sự xét đoán ta nghịch cùng chúng nó vì điều ác chúng nó đã làm. Bởi chưng chúng nó đã lìa bỏ ta, đốt hương cho các thần khác và thờ lại việc tay mình làm ra. Vậy, ngươi hãy thắt lưng, chờ dậy, bảo cho chúng nó mọi sự mà ta truyền cho ngươi. Đừng sợ sệt vì cớ chúng nó, kẻo ta làm cho ngươi sợ sệt trước mặt chúng nó chăng? Này, ngày nay, ta lập ngươi lên làm thành vững bền, làm cột bằng sắt, làm tường bằng đồng, nghịch cùng cả đất này, nghịch cùng các vua Giu-đa, các quan trưởng nó, các thầy tế lễ và dân trong đất. Họ sẽ đánh nhau với ngươi, nhưng không thắng ngươi, vì ta ở cùng ngươi, đặng giải cứu ngươi, Đức Giê-hô-va phán vậy. Chương 2. Có lời Đức Giê-hô-va phán cùng tôi rằng: Hãy đi, kêu vào ta Giê-ru-sa-lem rằng: Đức Giê-hô-va phán như vậy: Ta còn nhớ về ngươi, lòng nhân từ của ngươi lúc đang thơ, tình yêu mến trong khi ngươi mới kết bạn, là khi ngươi theo ta nơi đồng vắng, trong đất không gieo trồng. Israel vốn là dân biệt riêng ra thánh cho Đức Giê-hô-va, vốn là trái đầu mùa của hoa lợi Ngài. Phàm những kẻ nuốt dân ấy sẽ có tội, tai vạ sẽ lâm trên họ, Đức Giê-hô-va phán vậy. Hỡi nhà Gia-cốp cùng các họ hàng nhà Israel, hãy nghe lời Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va phán như vậy: Tổ phụ các ngươi có thấy điều không công bình gì trong ta mà đã xa ta, bước theo sự hư không và trở nên người vô ích? Họ không nói: Chớ nào Đức Giê-hô-va ở đâu? Ấy là đấng đã đem chúng ta lên khỏi đất Ai Cập, đã dắt chúng ta qua đồng vắng, trong đất sa mạc đầy hầm hố, trong đất khô khan và có bóng sự chết, là đất chẳng một người nào đi qua và không ai ở. Ta đã đem các ngươi vào trong một đất có nhiều hoa quả để ăn trái và hưởng lợi nó. Nhưng vừa vào đó, các ngươi đã làm ô uế đất ta, đã làm cho sản nghiệp ta thành ra gớm ghiếc. Các thầy tế lễ không còn nói: Nào Đức Giê-hô-va ở đâu? Những người giảng luật pháp chẳng biết ta nữa. Những kẻ chăn giữ đã bội nghịch cùng ta. Các tiên tri đã nhân danh ba anh mà nói tiên tri, đi theo những sự không ích gì cả. Đức Giê-hô-va phán: Vì cớ đó ta sẽ còn tranh cạnh cùng các ngươi, cho đến con cháu của con cháu các ngươi nữa. Hãy qua các cù lao Kít Tim mà xem. Hãy khiến người đến Kê Đa và xét kỹ, xem thử có việc như vậy chăng. Có nước nào thay đổi thần của mình, mặc dầu ấy chẳng phải là thần không? Nhưng dân ta đã đổi vinh hiển mình lấy vật vô ích. Hỡi các từng trời, hãy lấy làm lạ về sự đó. Hãy kinh hãi gớm ghê, hãy rất tiêu điều, Đức Giê-hô-va phán. Dân ta đã làm hai điều ác. Chúng nó đã lìa bỏ ta là nguồn nước sống, mà tự đào lấy hồ. Thật hồ nứt ra không chứa nước được. Israel là đầy tớ hay là tôi mọi sinh trong nhà? Vậy sao nó đã bị phó cho sự cướp? Các sư tử con gầm thét, rống lên inh ỏi nghịch cùng nó, làm cho đất nó thành ra hoang vu. Các thành nó bị đốt cháy, không có người ở nữa. Con cháu của Nốt và Tác Pha Nết cũng đã làm dập sọ ngươi. Mọi điều đó há chẳng phải xảy ra cho ngươi vì đã lìa bỏ Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình khi Ngài dắt ngươi trên đường sao? Hiện bây giờ ngươi có việc gì mà đi đường qua Ê-díp-tô đặng uống nước Si-ho? Có việc gì mà đi trong đường A-si-ri đặng uống nước sông Cái? Tội ác ngươi sẽ sửa phạt ngươi, sự bội nghịch ngươi sẽ trách ngươi.
nên ngươi khá biết và thấy rằng lìa bỏ Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi và chẳng có lòng kính sợ ta, ấy là một sự xấu xa cay đắng. Chúa là Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Xưa kia ta đã bẻ ách ngươi, bức xiềng ngươi mà ngươi nói rằng tôi không vâng phục nữa. Vì trên mỗi đồi cao, dưới mỗi cây xanh, ngươi đã cúi mình mà hành dâm. Ta đã trồng ngươi như cây nho tốt, giống đều rạc cả, mà cớ sao ngươi đã đốc ra nhánh xấu của gốc nho lạ cho ta? Dầu ngươi lấy hỏa tiêu và dùng nhiều diêm cường rửa mình, tội lỗi ngươi cũng còn ghi mãi trước mặt ta, Chúa Giê-hô-va phán vậy. Sao ngươi dám nói rằng ta không bị ô uế, ta chẳng từng đi theo thần tượng ba anh? Hãy xem đường ngươi trong nơi trũng, nhận biết điều ngươi đã làm. Như lạc đà một gu lanh lẹ và buông tuồng, như lừa cái rừng quen nơi đồng vắng, động tình dục mà hút gió. Trong cơn nóng nảy, ai hay xây trở nó được ư? Những kẻ tìm nó không cần mệt nhọc, đến trong tháng nó thì sẽ tìm được. Hãy giữ cho chân ngươi chớ để trần, cổ ngươi chớ khát. Nhưng ngươi nói rằng ấy là vô ích. Không, vì ta thích kẻ lạ và sẽ theo chúng nó. Như kẻ trộm bị bắt, xấu hổ thế nào, thì nhà Israel, nào vua, nào quan trưởng, nào thầy tế lễ, nào kẻ tiên tri, cũng sẽ xấu hổ thế ấy. Chúng nói với gỗ rằng ngài là cha tôi, với đá rằng ngài đã sinh ra tôi. Vì chúng đã xây lưng lại cùng ta mà không xây mặt lại với ta. Đoạn đến ngày hoạn nạn, chúng sẽ nói rằng hãy trỗi dậy cứu lấy chúng tôi. Vậy chớ nào các thần mà các ngươi đã làm ra cho mình ở đâu? Nếu các thần ấy có thể cứu các ngươi trong kỳ hoạn nạn, thì hãy trỗi dậy mà cứu. Hỡi Giu-đa, vì số các thần ngươi cũng bằng các thành ngươi. Sao ngươi biện luận cùng ta? Các ngươi thảy đều đã phạm tội nghịch cùng ta, Đức Giê-hô-va phán vậy. Ta đã đánh con cái các ngươi là vô ích, chúng nó chẳng chịu sự dạy dỗ. Gươm các ngươi đã nuốt các kẻ tiên tri mình như sư tử phá hại. Hỡi dòng dõi này, hãy rõ lời Đức Giê-hô-va phán. Ta há là một đồng vắng hay là một đất tối tăm mờ mịt cho dân Israel sao? Làm sao dân ta có nói rằng chúng tôi đã buông tuồng, không đến cùng ngài nữa? Con gái đồng trinh há quên đồ trang sức mình, nàng dâu mới há quên áo đẹp của mình sao? Nhưng dân ta đã quên ta từ những ngày không tính ra được. Sao ngươi cứ dọn đường mình để tìm tình ái, đến nỗi đã dạy cho những đàn bà xấu nết theo lối mình? Nơi vạt áo ngươi cũng đã thấy máu của kẻ nghèo nàn vô tội, chẳng phải vì cớ nó đào ngạch, bèn là vì cớ mọi điều đó. Ngươi lại còn nói rằng tôi là vô tội, thật cơn giận của ngài lìa khỏi tôi. Này, vì ngươi nói rằng tôi không có tội, ta sẽ đoán xét ngươi. Sao ngươi chạy mau để đổi đường ngươi? Xưa kia ngươi xấu hổ về Assyria, nay cũng sẽ xấu hổ về Ai Cập. Ngươi sẽ chắp tay lên trên đầu mà đi ra từ nơi đó. Vì Đức Giê-hô-va ruồng bỏ những kẻ mà ngươi trông cậy, ngươi sẽ chẳng được thịnh vượng gì bởi chúng nó. Thi Thiên 61. Hỡi Đức Chúa Trời, xin hãy nghe tiếng kêu của tôi, lắng nghe lời cầu nguyện tôi. Khi tôi cực lòng, tôi sẽ kêu cầu cùng Chúa từ nơi cực địa. Xin hãy dẫn tôi lên hòn đá cao hơn tôi. Vì Chúa đã là nơi nương náu cho tôi, một tháp vững bền để tránh khỏi kẻ thù nghịch. Tôi sẽ ở trong trại Chúa mãi mãi, nương náu mình dưới cánh của Chúa. Hỡi Đức Chúa Trời, Chúa đã nghe lời hứa nguyện tôi, đã ban cho tôi cơ nghiệp của những người kính sợ danh Chúa. Ngài sẽ gia thêm ngày cho vua, các năm người sẽ nên nhiều đời. Người sẽ ở trước mặt Đức Chúa Trời mãi mãi. Ôi, cầu xin Chúa dự bị sự nhân từ và sự thành thật,
để các sự ấy gìn giữ người. Như vậy, tôi sẽ hát ngợi khen danh Chúa đời đời và hằng ngày làm xong các sự hứa nguyện tôi. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báo của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp, ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về Gmail dưỡng linh cơ đốc 2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn dưỡng linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.